Rồi tiếp tục mình hành trình tiếp theo á, mình đi tàu cao tốc nhỏ này, đi quanh hòn đảo, khám phá mấy hòn đảo nhỏ, rồi theo ven biển, thêm cảnh quan cho cả nhà xem ha. Đây, mình quay chi tiết cho cả nhà. Đây là những hành trình mình quay cho cả nhà xem, đi biết mấy hòn đảo nhỏ của Phú Quốc, này đi tàu cao tốc mình tham quan, cảnh đẹp lắm cả nhà. Đây là những cái cao tốc nhỏ mình đi chạy xung quanh cái hòn đảo, tham quan hết những cái điểm.